Vụ việc 15 chú chó bị tiêu hủy theo chủ từ Long An về Cà Mau tránh dịch đã khiến dân mạng quan tâm. Nhiều người không giấu được sự xúc động khi nhìn những hình ảnh cuối cùng của 15 chú chó và tình cảnh khó khăn của hai vợ chồng chú Hùng, chủ nhân đàn chó. Mới đây, đại gia Nguyễn Quốc Vũ, ông xã Đoàn Di Băng đã có chia sẻ trên trang cá nhân và nhận được sự ủng hộ của đông đảo mọi người. Theo đó, đại gia quận 7 muốn tìm thông tin của hai vợ chồng chú Hùng để giúp đỡ. Đại gia Nguyễn Quốc Vũ cho biết đã tìm được cách liên lạc với chủ nhân của 15 chú chó và gửi lời cảm ơn mọi người. Ngay lập tức, ông xã Đoàn Di Băng cũng chuyển luôn cho hai vợ chồng chú Hùng 50 triệu và hứa hết dịch sẽ liên lạc tiếp để sắp xếp công việc với mức lương 12 triệu đồng. Ở phần bình luận, cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận cảm ơn vợ chồng đại gia quận 7 vì hành động ý nghĩa này.